tất cả là giống nhau hết. Phật A Di Đà gọi Thượng Đế là huynh, tại vì đã lên cái level đó rồi. Phật Thích Ca thấp hơn nhưng cũng gọi cha là huynh, cũng như em nè, con em nó gọi Du Du, con anh nó gọi anh là Du Du không á. Du là anh em, Du cũng là cha luôn, phải không? Miễn là kính nể mới là quan trọng, ai trên ai dưới mới là quan trọng. Giờ là Du không à? Tôi với anh nghĩa thiệt á, nói với tôi á, thì tôi thấy là chỉ duy nhất có cái nước Việt Nam mình là nó độc nhất, không giống ai hết. Tại sao mình lễ của bây giờ anh là thôi, ok, nói chung là anh có câu hỏi anh hỏi, anh không có bình luận ở đây, nó lên đây á, nhiều người sẽ comment người ta nói tùm lum la đó. Anh có câu hỏi gì anh cứ hỏi em. Không, bây giờ tôi hỏi anh mà tôi nói lại với anh cái này này. Trong cái điều nguyện thứ 3 trong cái quyển này, Đạo Tinh Lành. Anh biết cái câu này, anh có Đạo Tinh Lành hả? Anh nói là đạo gì? Dạ. Anh nói về quyển thứ 3 đạo gì? Dạ đạo, đạo thứ tâm á. Ok. Dạ. Mà tôi nói là so với cái câu đó, với cái câu mà của Đức Thầy á, thì nó có các trước. Thì tôi dạy, tôi chỉ nói lên để anh xem xét lại thôi. Tôi không phải là phê bình cái gì hết. Là anh nói là răng long, phước thọ. Nhưng mà trong cái Đức Thầy á, thì nó tăng long, phước thọ, tăng lên. Tăng long phước thọ, chỉ có phước, phước đức và cái thọ mạng được tăng lên, chứ không phải là răng long, răng là đóng đúng. Đó là dĩ nhiên là Đức Thầy đúng. Bây giờ tôi qua đây Mỹ 14 mà tôi làm ra 12, tôi nhận điển, tôi viết ra 12 giới luật, thì cái danh từ chính tả là do tôi làm sai. Dạ. Thì là tăng long, cho nên đứa nào về sửa đó lại tăng long. Dạ. Tôi sai chứ đâu phải là mấy vị nói sai. Chẳng qua là khi mang sắc phàm, cái danh từ tiếng Việt Nam tôi đâu có rành, những cái năm đầu tiên anh biết nó còn chập chững, cho nên trong kinh á tôi chỉ nhận điển, tôi làm theo cái ý như vậy, nhưng mà còn từ chữ hay danh từ á bây giờ phải sửa cho đúng. Ok rồi, tăng long, tăng long nha bà con. Dạ. Tăng long phước thọ. Dạ, tăng long phước thọ. Rồi tăng long phước thọ. Trời ơi, tôi nói sai nhiều lắm. Anh mà bắt bẻ chắc tới sáng luôn á. Nhưng mà nhiều đó là cũng đã độ được mấy người rồi, hiểu ý mình được rồi. Thường tôi nói trên mạng tôi nói theo cái ý thôi, còn đúng danh từ đúng chữ nghĩa, trời ơi nó tràn gian đại hải. Tôi đâu có được mấy cái người giống như dư luận viên hay là phóng viên hay là những cái nhà truyền thông mà được huấn luyện chuyên nghiệp đâu. Bây giờ cái điện thoại bữa nay còn không có mang microphone, không biết bà con có cầm lên để mà nói mình nói nhỏ không nữa. Đúng ra mà mình mà ấy là phải mình mà muốn mà làm cho hoàn chỉnh á, phải có cái ban bệ làm truyền thông này. Nhưng mà thật sự tất cả ngồi nói chuyện cũng là điển nói, điển mà cúp cũng không nói. Rồi từ đầu cũng vậy, một mình lên mạng cũng là điển, tức là còn ở dưới này quọt quẹt được gì quọt quẹt. Còn nếu mình làm bài bản quá đó của đời rồi, đời họ có công thức, họ có người này người kia, họ có ban bệ. Không phải là mình không có tiền mướn làm mấy cái này, nhưng mà có mấy cái đó rồi á, điển không có vô nói chuyện được cũng chả nói được luôn. Có bây giờ chuyện nói chuyện có tờ giấy nào trong tay đâu. Còn mấy bác ở bển mà đọc cái gì trên đài đó, đọc từ chữ giấy không. Tăng long phước thọ. Xin hỏi. Rồi hỏi. Anh được không vậy? Sao không được? À. Cũng như lúc chửi tôi còn được nữa. Chửi cha tôi được, nhưng đừng chửi thêm chửi Phật. Chửi cha sao? Những cái gì mà thấy nó mình không, cũng như là năm 2000 lúc đó tháng 9 em quyết định đi về ở New York, đi về. Cái này anh hỏi hay là anh bình luận chuyện của anh vậy? Thôi. Ok, hỏi cho tóm tắt. Tại sao mà mình quyết định như vậy mà tới năm 2001 hai căn nhà nó sập xuống, mà cái tâm là một lòng quyết định là đi về, cái ý là như thế nào?